Nào, cô Phước chào các con. Tiết học ngày hôm nay cô và con sẽ cùng tìm hiểu bài địa lý các nước láng giềng của Việt Nam. Ở tiết trước thì cô đã dặn các con xem thông tin trong sách giáo khoa rồi phải không nào? Tiết học ngày hôm nay thì cô và con sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về các nước láng giềng của Việt Nam. Nào, trước tiên các con hãy dựa vào sách giáo khoa và cho cô biết tên những nước láng giềng của Việt Nam. Thủ đô của những nước đó là gì? Vị trí địa lý, địa hình chính, cũng như sản phẩm chính của các quốc gia đó. Nào, bây giờ cô và con sẽ cùng tìm hiểu đất nước đầu tiên nhé. Các con hãy nhìn lên màn hình. Trên lược đồ các con sẽ thấy một vùng đất được tô màu hồng. Đó chính là nước Campuchia. Các con nhìn theo cô vẽ nhé. Campuchia và Việt Nam có đường biên giới chung dài 1.270 km và Việt Nam có 10 tỉnh có đường biên giới chung với Campuchia, đó là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang. Các con có biết thủ đô của Campuchia là gì không? Bạn nào biết nào? Thủ đô của Campuchia đó chính là Phnom Penh. Bây giờ cô mời các con cùng xem một số hình ảnh đặc sắc ở Campuchia nhé. Đây là hoàng cung ở Phnom Penh. Hoàng cung này là dành cho vua chúa ở đấy các con. Rồi, tiếp theo các con sẽ nhìn thấy một hình ảnh rất là lung linh, rất là đẹp vào ban đêm của tượng đài độc lập ở Phnom Penh. Rất là đẹp phải không nào các con? Và không thể không kể đến hồ, biển hồ của Campuchia. Đây là một hồ chứa nước ngọt lớn nhất khu vực Đông Nam Á đó các con ạ. Bên cạnh đó thì những sản phẩm tiêu biểu của Campuchia như là sản xuất lúa gạo nè, mũ cao su, hồ tiêu, đặc biệt là đường thốt nốt. Các con có biết đường thốt nốt được làm từ đâu không? Đường thốt nốt được làm từ cây thốt nốt. Người ta sẽ lấy nước của thốt nốt, người ta sẽ nấu thành đường. Và cây thốt nốt được coi là quốc cây ở Campuchia đó các con ạ. Campuchia nằm ở khu vực Đông Nam Á, là nước láng giềng của Việt Nam. Kinh tế Campuchia đang chú trọng phát triển nông nghiệp, bước đầu phát triển công nghiệp. Nào, bây giờ cô và con sẽ cùng tìm hiểu sang nước láng giềng thứ hai của Việt Nam, đó là nước nào nào? Các con nhìn nhé. Nước láng giềng thứ hai của Việt Nam chúng ta đó chính là nước Lào. Và Lào với Việt Nam có đường biên giới chung dài 2.067 km. Và Việt Nam cũng có 10 tỉnh có biên giới chung với Lào, đó là Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum. Các con có biết thủ đô của Lào là gì không? Thủ đô của Lào đó chính là Viêng Chăn. Nào, bây giờ các con hãy cùng xem một clip ngắn về những cái cảnh đẹp ở nước Lào nhé. Lào thì không tiếp giáp biển nhưng mà có rất là nhiều rừng và các cái thác nước đẹp. Đây, đây là hoa Champa, một quốc hoa của nước Lào. Rất là đẹp. Đây là vườn tượng Phật Xuyên Khoang đây các con ạ. Cảnh rất là đẹp phải không nào? Ở đây là Thác Luân, một cái biểu tượng của nước Lào. Và bên cạnh đó thì nước Lào còn có những sản phẩm tiêu biểu như là rừng quế, gỗ, sản xuất lúa gạo và nhựa cánh kiến đó các con. Như vậy cô và con đã tìm hiểu xong về đất nước Lào xinh đẹp rồi phải không nào? Vậy ta có thể kết luận Lào nằm ở khu vực Đông Nam Á, không giáp biển, có diện tích rừng lớn, là một nước nông nghiệp và Lào đang phát triển, chú trọng phát triển ngành công nghiệp. Cô và con vừa tìm hiểu xong hai nước láng giềng của Việt Nam đó chính là Lào và Campuchia. Thì các con thấy giữa Lào và Campuchia có điểm giống nhau là đều nằm ở khu vực Đông Nam Á, là nước nông nghiệp mới phát triển công nghiệp.
Tuy nhiên hai nước này cũng có điểm khác nhau, đó chính là ở Campuchia thì giáp biển có địa hình đồng bằng dạng lòng chảo, sản xuất chủ yếu là hồ tiêu, đường thốt nốt, đánh bắt cá, nước ngọt. Còn Lào thì không giáp biển, địa hình phần lớn là núi và cao nguyên, sản xuất quế, kiến cánh và gỗ đấy các con. Nào, bây giờ cô và các con sẽ cùng tìm hiểu sang một đất nước láng giềng thứ ba với chúng ta, đó chính là Trung Quốc. Các con nhìn lên lược đồ, các con sẽ thấy Trung Quốc là một quốc gia rất là rộng lớn phải không nào? Và Trung Quốc có đường biên giới chung trên đất liền với Việt Nam dài 1.449 km. Các tỉnh tiếp giáp với Trung Quốc là Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Nào nào, bây giờ cô mời các con cùng xem. À, các con có biết thủ đô của Trung Quốc là gì không? À, đó chính là Bắc Kinh. Nào, bây giờ cô mời các con cùng xem một số hình ảnh của đất nước Trung Quốc nhé. Đây là quảng trường Thiên An Môn, một biểu tượng của Trung Quốc. Một góc trong cung điện Di Họa Viên đây các con. Đây là toàn cảnh Tử Cấm Thành của Trung Quốc, rất là rộng lớn. Đây là sân vận động Tổ Chim. Không thể không nói đến Vạn Lý Trường Thành được. Đúng không nào? Đây là một công trình rất là nổi tiếng của Trung Quốc. Phải không nói không? Được xây dựng từ thời Tần Thủy Hoàng các các con. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn có những sản phẩm tiêu biểu như là quần áo, sản xuất gốm, đồ chơi và lụa Hàng Châu rất là nổi tiếng ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp Trung Quốc cũng phát triển như là chế tạo ô tô, tàu vũ trụ hạ cánh xuống mặt trăng nè, tàu ngầm, vân vân. Trung Quốc nằm ở khu vực Đông Nam Á có diện tích lớn, có số dân đông nhất thế giới và nền kinh tế đang phát triển mạnh với nhiều ngành công nghiệp hiện đại. Trung Quốc là nước láng giềng của Việt Nam. Như vậy cô và con vừa tìm hiểu xong ba nước láng giềng của Việt Nam đúng không nào? Thì các con sẽ thấy rằng ba nước này, trong đó Trung Quốc là một quốc gia rất là mạnh và có mối quan hệ lịch sử rất là lớn đối với Việt Nam chúng ta. Nào, bây giờ cô và con sẽ cùng ôn lại ba nước láng giềng của Việt Nam. Đó chính là Lào, Campuchia và Trung Quốc. Trong đó thì Trung Quốc có số dân đông nhất thế giới và nền kinh tế đang phát triển mạnh với nhiều ngành công nghiệp hiện đại như là hiện đại. Còn Lào, Campuchia là những nước nông nghiệp bước đầu phát triển ngành công nghiệp. Các con vừa học xong bài rồi, các con hãy làm bộ câu hỏi nhé. Có thắc mắc gì hãy liên hệ cô chào các con.